Chào mọi người, hôm nay Thủy nói ra cái này này tại vì anh chủ nhiệm ảnh xóa hết cái video của Thủy trên cái kênh của Thủy rồi, nhưng mà có cái những cái video mà không có mặt anh Lộc ấy, ổng cũng xóa hết luôn rồi. Nói chung là những cái gì mà ổng nói trên cái video của ổng ấy là không là sự thật hết đó. Ổng đều nói ra những lời mà bên ổng hết á chứ không phải là thật. Trong khi đó nghĩ sao những cái video mà thì không có mặt anh Lộc để làm kỷ niệm mà ổng cũng lái xóa đi. Nếu cái tâm ổng tốt ấy, ổng xóa hết mười mấy cái video của thì là đủ cái kênh của thì nó chuẩn bị sắp vài ngày là nó mất rồi, nên là thì cũng buồn. Hồi tối giờ thì buồn thì khó ngủ, ngủ không được. Mẹ chắc chắn là chuẩn bị thì đã bật kiếm tiền rồi, chuẩn bị gần có tiền rồi, nhưng mà công sức hồi giờ thì làm chuẩn bị có tiền, nhưng mà bây giờ ông hủy hết là chuẩn bị không có tiền luôn. Giữa một cái con người ông kêu cho là tốt, là tâm tốt đó, mẹ nghĩ sao ông đi xóa hết không còn cái gì hết. Mẹ ông còn nói là ông tốt này kia, trong khi đó lên trên đó ổng kêu là anh Lộc ra giúp Thủy. Một cái video đó là giống như là Biri, là một cái video như vậy là 20 mấy triệu. Nghĩ sao anh nói mà anh không uống rượu 7 lần á? Em nói thiệt với anh một lần người, một người lớn đáng là một tuổi anh của em rồi mà anh nói ra em không có nể một tí nào hết á anh Găm. Trong khi đó anh nói kêu là anh Lộc ra video với em một cái video 20 mấy triệu, chắc người ta đi quảng cáo vậy người ta giàu chết luôn á. Ai cũng muốn bỏ làm YouTube để kiếm tiền hết đó. Trong khi đó cái video của em một cái kiếm ra có khi không tới 500 ngàn 1 triệu, mà em trẻ em lấy đâu mà em trẻ cho anh có đủ tiền mà em bỏ ra em chi phí để em quay video không, mà anh lại 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 kêu là một cái video anh Lộc quay chung với em là trẻ 20 mấy triệu. Anh nghĩ cái điều gì mà anh nói như vậy? Trong khi đó anh lên anh nói như vậy xong rồi để đành đi, anh còn còn xóa những cái có mặt anh Lộc để đành đi, còn anh còn xóa luôn những cái video mà em giữ lại làm kỷ niệm để cùng ba mẹ em, cùng đứa em không có mặt anh Lộc anh cũng xóa đi. Mà trong khi đó biết là anh xóa mười mấy 20 cái đó là nó sẽ mất hết rồi, kênh nó sẽ mất luôn rồi, mà anh còn còn đi xóa những cái mà không có mặt anh Lộc. Anh có quyền gì mà anh xóa những cái đó của em? Rồi một cái thứ hai nữa là nghĩ sao anh có thấy khi mà em quay với anh Lộc em có nhận 1.000 bạc nào khi mà anh Lộc cho khi em quay cho anh Lộc không? Từ lúc mà anh Lộc ở trong nhà là bị tuột view rồi, ra quay với em được 400-500 là cũng quá đủ rồi. Anh còn ép anh Lộc gì nữa, lúc nào anh cũng nhắn tin anh gây áp lực. Anh thử nghĩ đi, một người mà như anh Lộc đã nghèo khổ rồi, anh còn còn ăn trên đầu trên cổ khi anh Lộc không có tiền ứng anh trước. Anh cũng lái phần trăm của anh Lộc là sao? Em nói thật chứ em không phải là em ghét dơ gì anh, nhưng mà với một người như như anh Lộc anh phải thương hơn chứ sao, là anh lại ăn từng đồng từng cắc trên đầu trên cổ của anh được. Mà nói anh em mà anh lại đi làm những cái điều mà chưa con người người lẹ hay là con người ghét dơ gì nó cũng không có hành động gì được luôn á. Mà trong khi đó em có thuê người nào mà thử thách 24 giờ cùng anh Lộc trên một cái mà để muỗi cắn này kia qua đêm cùng chứ thằng em trai của em để kiếm từng đồng, để kiếm từng đồng trong đó cũng là công sức của anh Lộc để kiếm ra, cũng tụi em đi quay vậy để ai có muốn tụt view hay không, mà trong khi đó nó cũng 500-600 view là cũng đã ngon quá rồi. Tụi em đi cày vậy cũng là cũng trong phần đấy cũng là 4% của anh rồi, mà anh không biết suy nghĩ những cái video cực khổ 2 3 giờ sáng 3 4 giờ sáng cùng anh Lộc đăng lên vậy. Anh có hiểu được khi mà làm một cái video nó cực khổ cỡ nào mà anh ở không ở trong đó mà anh lại nhắn luôn luôn nhắn tin nó anh Lộc này kia kia nọ là sao anh? Còn hiện tại ai cũng tụt view chứ một mình anh Lộc tụt view nên lúc nào anh cũng coi khó dễ anh Lộc hết. Trong khi đó anh Lộc quay với em thì ổng thôi. Hồi giờ thì em quay với ổng thì ổng thấy em vậy thì ổng giúp em đi, thì người ta mến em thì người ta đăng ký người ta xem hơn. Em nghĩ một phần anh quay video mà anh cũng có kênh mà anh quay còn có khi còn ít hơn em, có khi anh ganh tị với em hay sao mà anh coi khó dễ anh Lộc vậy luôn á.
em nói tâm tâm anh lúc nào cũng kêu em là làm ơn giúp đỡ anh Lộc, mà lúc nào em hở ra em cũng thấy là vì tiền bạc hết chứ không phải vì ơn nghĩa gì đó. Trong khi đó nghĩ sao cái kênh của em anh xóa bao nhiêu đó là đủ là mất kênh rồi, kênh không kiếm tiền mà cũng mất luôn. Mẹ anh còn đi xóa những cái mà không có mặt anh Lộc, những cái cuối cùng để em làm kỷ niệm gia đình em, anh cũng xóa đi. Tâm anh, em nói thiệt, tâm anh không còn tình người nữa luôn á. Em nói nghĩ sau này mà anh có khé hơn anh cũng không bao giờ mà anh đi lên được đâu, em nói thiệt luôn á. Hồi giờ em không có rủa ai như vậy đâu. Khi mà em rủa lên nó ghê gớm lắm, nhưng mà em không muốn rủa anh. Nhưng mà để anh suy nghĩ thử, nghĩ sao những điều như vậy mà anh còn đi làm được. Rồi anh đi lên nói một cái video anh Lộc video là 20 mấy triệu, anh làm như người nổi như ca sĩ không bằng á. À, làm một cái video ra được một phần một mười của cái đó chưa, mà anh kêu là này kia khác nọ. Rồi nghĩ sao mà anh không được, rồi anh còn phé đạp đổ những cái thứ khác nữa. Anh có phải là con người không? Trong khi đó khi mà anh bỏ ra anh đầu tư, anh phải xem, đừng có vì mà một cái đồng tiền mà nó làm chi đi cái lý trí của anh như vậy. Trong khi đó một anh bỏ ra 41 triệu mà hồi giờ anh Lộc làm như vậy á, anh chỉ có đủ tiền để xây nhà làm mộ thôi. Còn anh 40 triệu mà anh còn dư gấp 10 gấp 20 lần như vậy, anh còn đòi gì nữa mà anh còn còn làm khó dở. Trong khi đó làm tháng vừa rồi anh Lộc được có 17 triệu bạc, à mười mấy triệu bạc, mà anh làm như kênh em nó nhiều lắm, mà anh kêu là bri cho em một video như vậy 20 mấy triệu. Nhân tính của anh để đâu anh găm? Em nói thiệt á, em nhìn anh em cứ nghĩ là anh tốt không à. Em nói với anh Lộc là ừ sao nhìn mặt cũng tưởng tốt chứ, bây giờ xảy ra như vậy em không nghĩ là anh như vậy luôn á. Rồi anh kêu là cảm ơn em, cái từ cảm ơn của anh ấy nó không có chạm lòng người đâu thiệt á. Đến nỗi mà anh những cái mà nó anh làm nó quá đáng quá đi, mà những cái anh nói thiệt á nó không chớp mắt luôn á. Bây giờ em nói cái video đây chắc anh nghe được, anh cũng thấy anh tự đặt tay lên trán và anh đỡ lái tay đỡ vào cái ngực lồng ngực của anh, thì có anh còn có lương tri và cái tính người nữa không? Ai cũng vậy, ai cũng vì đồng tiền miếng cơm manh áo hết, nhưng mà anh làm như vậy là không phải là người ta vừa kiếm tiền vừa vừa vì đồng tiền kiếm tiền để mưu sinh, nhưng mà cũng phải có một cái tính tình người trong đó nữa. Anh là mất hết kẻ tình tính người luôn rồi. Rồi anh còn nói với anh Lộc nghĩ sao ảnh áp lực ảnh treo video không được, cứ dồn dập rồi lúc ốm bệnh lúc đau lúc làm video ra kiếm tiền như vậy, thì anh có ở bên cạnh ảnh lo được cái gì không? Mà trong khi đó ảnh đi xe đi chỗ này chỗ kia cực khổ kiếm từng đồng cũng 40% anh có trong đó, mà sao anh lại đối xử như anh Lộc như vậy? Mình bỏ 40 triệu mà mình ăn gấp gấp 10 gấp 20 30 lần như vậy, thì mình phải phải ừ thì mình dựa vào mình ăn vào người ta như vậy là quá đủ rồi, mình cảm thấy ừ mình quá mãn nguyện rồi. Sao mà còn còn ghét dơ đi làm những cái chuyện mà xung quanh họ nữa. Nếu như là nếu đặt vào vị trí của anh sẽ như thế nào? Nếu anh thử đặt vào vị trí một lần, một thử một lần đặt vào vị trí của anh Lộc để anh hiểu được cái cảm giác đó. Ba không có ba mẹ, đi lúc nào cũng quay video là đi chỗ này chỗ kia cực khổ, anh nghĩ đi.
kiếm ra đồng tiền mà còn chia cho anh 40% nữa mà còn đòi gì nữa. Những lúc áp lực như vậy thì anh có giải quyết được gì không, mà lúc nào anh cũng hối thúc qua ra video này kia rồi không được thì anh này kia. Một phần nữa thì anh, nói chung là em không có cái từ nào để nói với anh nữa đó. Còn hợp đồng á, hợp đồng thì viết 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 ký tay, mà anh Lộc nghỉ hồi lớp 6 à, mà anh coi chẳng hồi giờ em chưa thấy cái hợp đồng nào mà nó vĩnh viễn hết á. Trong tất cả những cái hợp đồng mà người ta làm lớn ở nước ngoài cũng phải có gia hạn, một là 10 năm, hai là 5 năm, chứ không có cái nào mà vĩnh viễn hết á. Anh biết anh Lộc nổi lên vậy anh ra anh ký hợp đồng vì anh Lộc quá nghèo đi, nên anh Lộc không đọc được cái đó thì anh lại lại mà lại 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 đăng ký vĩnh viễn. Anh ăn nhiêu đó cũng quá đủ rồi, anh buông the cho người cực khổ đi chứ. Nghĩ sao anh còn chơi xấu họ, mà anh còn 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 lên mạng còn giải thích trình bày nữa, mà trong khi đó anh còn nhắn tin nói với anh Lộc là thách đố đăng này kia, áp lực anh để đâu anh. Mà trong khi đó anh làm ăn với anh luôn luôn nói là anh em, mà anh thách đố anh gây áp lực để quá một mấy tháng trước rồi, đến nỗi mà những cái mà anh ăn không được anh cũng nói ra, mà lúc những từng ly từng tí anh gây áp lực. Trong khi ra ngoài này anh cũng không, anh kêu là anh Lộc tán em nên là không có đưa tiền quay video, mà trong khi đó ra quay video với anh. Mẹ khi nếu anh Lộc có giúp em đi nữa cũng là công sức của anh Lộc bỏ ra nên nó cực khổ, mà anh lại lại phải em để đành nào còn gây áp lực anh Lộc nữa. Anh kêu anh luôn luôn là người phúc hậu này kia, em thấy phúc hậu ở đời chỗ nào để mọi người xem thử. Rồi 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 anh Lộc cũng có một phần là chắc là anh Lộc quay với em nên là không quay với anh, không giúp đỡ anh, nên là cái kênh của anh làm lại mà nó không được người ta ủng hộ nhiều, nên là anh đạp đổ hết cái của người khác luôn hay sao vậy? Em biết là cái video đây lên là em cũng mong cho anh nghe được những gì em nói, đỡ anh cũng đáng tuổi anh, em cũng lớn quá rồi, đợi anh suy ngẫm thử coi. Anh còn nói là anh Lộc mà đăng lên cái gì ấy, cái nhà của anh Lộc cũng đền không đủ đâu, vì anh quá giàu nên anh nói ra những cái lời như vậy. Anh hăm dọa người ta là cái nhà cũng không đủ để đền cho anh, quá nhiều chuyện rồi nhưng mà anh Lộc không muốn nói ra. Anh Lộc chỉ tóm gọn như đó để anh hiểu, mà anh còn đi bươi xấu ra nói ra biện minh cho mình những lời này lời kia. Rồi anh kêu là anh cũng quý em, anh quý em mà anh lên anh xóa hết những cái video của em có mặt trên cái kênh của em, anh muốn sập cái kênh của em luôn để không không kiếm tiền ra, không để nhận tiền luôn. Rồi anh những cái video không có mặt anh Lộc anh cũng tự ý xóa luôn. Vậy mà anh kêu là anh quý em, anh nói ra những lời đó để người ta nghĩ anh là tốt lành đẹp đẽ hay sao vậy anh? Nếu tốt lành đẹp đẽ là mình không có làm những điều mà nó bị ổi vậy đâu. Nói chung là sống đó, mà hiền lành đi thì ắt nó sẽ gặp những điều tốt lành, là cho anh đừng có làm những cái điều đó. Em nghĩ anh có bây giờ anh có giàu đến mấy thì cũng 5-2 năm nữa anh cũng không còn gì trắng tay à. Em nói thiệt á, mình làm những điều thiện thì nó còn giữ lại, cho những cái điều như vậy là không bao giờ nó giữ lại tồn tại hết á. Em nói thiệt á, anh tự suy nghĩ đi. Bây giờ cái kênh em cũng mất rồi, chẳng có một cái gì là kỷ niệm hết á. Đến nỗi mà những cái kỷ niệm mà em quay thiếu anh ruột của em á, mà em cũng thấy là buồn rồi. Em kêu là mai nay anh em đi biển rồi, em kêu là ước gì quay có cái một cái video để có kỷ niệm với anh của mình trên cái kênh đó, mà em làm cũng không được. Mà những cái video mà của ba mẹ em ăn cơm này kia đồ không có mặt anh Lộc anh cũng xóa.
mà anh kêu là anh này kia. Em biết là hồi tối anh xóa là anh tắt kiếm tiền rồi, nó phế hết rồi. Nói chung là anh nói là những cái gì anh nói á thì anh nên anh đừng có đưa cái dơ ra những cái mà kêu là hồ sơ quay hồ sơ cái mà hợp đồng của anh Lộc, trong khi đó nó không có một cái công chứng luôn á, chỉ có viết tay thôi. Mà anh cũng đi làm vậy được chắc công chứng chứ, anh tới nhà anh giết người ta luôn. Em nói thiệt á, với cái lương tri của anh á, em nói tới đây là anh là để mọi người hiểu à, còn quá nhiều mà không muốn nói ra, để anh tự anh suy ngẫm đi. Bây giờ kênh của em cũng mất rồi, coi như là những cái video vài ngày nữa là cái kênh này mất, nên những cái anh nói gì thì những cái video em lên thì cũng giống như là để em nói ra để mọi người biết và em thỏa cái lòng của em thôi. Vậy thôi em tắt video ra.